tôi chảy nước miếng rồi nha các bạn. Bây giờ chảy nước miếng vô hao nha bà Tám. Có đâu, không có đâu. Xin chào các bạn, tôi là bà Tám Vlog. Hôm nay tôi làm món trái cây là rau trái cây khổng lồ. Trên bàn này là tổng cộng là 15 loại trái cây nha các bạn. Và cái thau này là cái thau mới nha các bạn, tôi mới mua nha, không phải thau cũ nha các bạn. Rồi, giờ tôi bắt đầu gọt trái cây nha các bạn. Ăn trái cây để làm gì vậy bà Tám? Ăn trái cây cho nó khỏe mà nó đẹp da nữa. Trời ơi, bà Tám vừa lóc chị chỉ ăn một lần một thau không đó. Ăn như vậy là để cho nó có sức khỏe mà nó đẹp da nữa. Các bạn có biết không, trái cây là tốt á. Mình thường xuyên ăn á, bà Tám ăn là bà Tám ăn một thau vậy không á. Vậy tại sao tôi đẹp và tôi thường ăn trái cây nè. Tôi thường ăn trái cây đó, tôi ăn nhiều cho nên tôi đẹp. Mà năm nay bà Tám vlog được bao nhiêu tuổi rồi? Bà Tám vlog hả? Năm nay 44 tuổi rồi. Ta nói bà Tám, nó hỏi bà Tám sao trẻ quá. Nó đỏ đỏ, vàng vàng, xanh nè, đẹp lắm. Để chưa xong, đâm hơi là các bạn nhìn thấy đẹp lắm. Mình mít nè, mình bắt đầu lột mít nè. Ai mượn mượn mua đầu ngọc về nè. Mượn mua cái bà đi. Trái cây là cái gì mà ta bán tô tô. Thì đó, trái cây tô á, con này trái cây thao. Ai mà muốn trẻ đẹp như bà Tám, có làn da đẹp như bà Tám, là ăn hết một cái thao trái cây là đẹp như bà Tám liền nha. Bà Tám 44 tuổi mà giống như là 25 tuổi vậy đó. Thank you.
Đây các bạn, nhìn quá hấp dẫn luôn, đầy đủ luôn. Đó, chúng ta sắp hoàn thành cái công cuộc làm cái thau trái cây khổng lồ rồi. À, bà Tám ơi, hiện tại thì giờ cảm nhận của bà Tám như thế nào khi gọt hết cái thau trái cây này rồi? Ơi, mỏi tay quá các bạn ơi. Mỏi tay quá, nhưng mà mình nghĩ mình muốn làm đẹp mà. Cứ mỏi tay mình cũng không sao mà, chút xong hoàn thành mình ăn nè. Mình càng đẹp trẻ lên, càng đẹp. Quá nhiều rồi ha. Đây là có một gương mặt bí ẩn. Gương mặt bí ẩn rồi, bịt khẩu trang không biết ai hết nha các bạn. Đây các bạn ơi, xong xuôi rồi là chúng ta sẽ cho sữa, siro và đá vào. Thật là hấp dẫn mà, các bạn có biết không? Hiện tại thì cái thau trái cây này nè, nó thơm ơi là thơm luôn nha các bạn. Nghe mùi là đã thấy thèm rồi đó. Thèm à, ngon lắm. Các bạn thấy vậy chứ, hơi bỏ đá nè, sữa rồi vô nè, rất là ngon. Ngon lắm. Bà Tám đang gọt gì bà Tám? À, gọt dưa hấu nè, gọt dưa hấu để vô cho đủ 15 loại trái cây nè. 15 loại trái cây nè. Ngon. Wow, chứ cũng xanh mí nha. Rồi, ăn đi con. Dưa hấu nữa. Một tí xíu nữa khi mà mình bỏ sữa vô với siro xong rồi, mình dắt thêm một tí chanh nha các bạn, cho nó chua chua cho nó ngon. Chua chua ngọt ngọt cũng ngon. Phải dắt chanh vô, bà Tám ăn vậy mà. Bỏ cái chanh vô. Chua chua ngọt. Nha các bạn, bây giờ là tôi đổ đá vô nè. Wow. Xong rồi nè, đổ siro vô nè. Siro vô nè. À, các bạn thấy không, quá đẹp luôn. Các bạn thấy không? Rồi, siro đổ xong rồi bắt đầu là đổ sữa nè. Đổ sữa lên mặt nè. Các bạn nhìn thấy nè, trời ơi ngon quá. Ừ, ngon lắm các bạn ơi. Wow, thau trái cây khổng lồ của tôi đến đây là thành hành rồi nha các bạn. Bắt đầu là chuẩn bị thưởng thức. Bắt đầu chuẩn bị chút nữa thưởng thức nha. Các bạn thấy không? Wow. Bắt đầu các bạn coi tôi trộn lên này nha. Cho đá nó lạnh nè. Đó. Wow. Wow, các bạn thấy không? Wow, sữa nè. Đó, các bạn thấy không? Wow. Thấy không các bạn ơi, thì các tôi chảy nước miếng rồi nha các bạn. Có nhìn chảy nước miếng vô sao nha Tám? Có đâu, có đâu. Tám coi chú chỉ lắm, có gì đó không? Wow, các bạn thấy không các bạn? Wow, hoàn thành rồi. Các bạn thấy không, bỏ đá với siro với sữa vô ngon lắm. Bạn thấy không? À, rồi bắt đầu giờ chúng ta thưởng thức thôi các bạn ơi. Bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Rồi bắt đầu ăn nha các bạn. Nè. Đây ăn nè. Ngon quá các bạn ơi. Tôi nói thật á, ngon lắm. 15 loại trái cây nè. Bắt đầu thấy thơm nè. Các bạn thấy không? Ngon thiệt là ngon luôn, cái nước nó ngọt. Hồi nãy mình dắt miếng chanh vô ngon ha. Các bạn có dắt một miếng chanh vô hả? Cái trái cây nó cũng có cái chất ngọt rồi. Miếng chanh vô nữa nó chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Wow, cái nước nó
ngon các bạn ơi. À, ngon thiệt là ngon. Con nước không hả? Ngon quá. Trời ơi. Ngon là ngon. Các bạn có muốn đẹp chúng tôi không? Các bạn làm chúng tôi về là ăn nha. À, video của chúng ta đến đây là hết rồi nha các bạn. Mong các bạn nhấn đăng ký và ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại nha các bạn. Xin chào. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.